Nó phi đao rất nhanh như chớp, muôn người trong nháy mắt giết xong. Ngày này sẽ có chẳng không chúng sanh chớ có đem lòng về ngươi. Hãy liên kết khắp nơi như một, làm hiền nhân chướng hột phước duyên. Nắm tay mở rộng cửa thiền A-di-đà Phật niệm liền trong tâm. Lão Âu Thải Đồng làm việc Phật, dẹp tà tâm chưa đức từ bi. Đến ngày biên đổi quân kỳ yêu ma sẽ chẳng làm gì được đâu. Phép tà đem đối đầu với Phật, như lửa kia đem nước tắt vào, càng làm cho nó tắt mau hại chia được Phật hùng hào luôn công. Vậy con nhớ khuyên trong sanh chúng, đừng để cho ngày lũng tháng qua. Mau tu chớ hẹn tuổi già, đến khi mãn cuộc thì là hết trong. Chim xa lưới khó mong dùng dậy, cá mắt câu cửa quầy sao ra. Chớ rằng cuộc thế còn xa, thình lình tới việc liệu mà sao kham. Phật cũng chẳng luận đàm xa sắc, nói ngay điều trước mắt mà nghe. Thân người như sắt trên đe, búa trời nhật nguyệt đánh đè ngày đêm. Qua một phút chết thêm một phút, cứ đi lần đến lúc tắt hơi. Đâu ngày nào được nghỉ ngơi, nếu người hẹn một hẹn mới là lầm. Chết bất đắc đâu khám niệm Phật, già lãng tâm đạo đức sao xong. Chi bằng trong lúc sự không trì tâm niệm Phật gia công tu hiền. Không gây cuộc quan khiến mai hầu, tránh xa câu nghiệp bao bất lành. Sớm hôm ăn ở sạch thanh, cho lòng giữa Phật cùng mình không xa. Đời hễ giàu ở nhà cao quý, nghèo sống nơi dơ dai thấp thoi. Tu hành cũng giống thế thôi, huệ sâu đức lớn được ngồi phẩm cao. Việc tu niệm càng lâu càng quy, pha trái nhiều năm cây cỗi càng to. Đừng sờn những lúc gai go, không người uống nắng sao cho nên hình. Huống lại kẻ làm lành thì ít, đứa hung hăng gian ác thì nhiều. Cố nhiên phải bị ghẹo treo, nếu không chịu nổi phải xiêu theo người. Thiếu đại lực ắt trôi việc lớn,
công đại hùng khó thắng nguy nan. Tu như lọc các tìm vàng việc đâu phải dễ chớ toan ngã lòng. Trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Sử đời tập nhiễm từ lâu, chỉ trong tức khắc dễ đâu bỏ liền. Việc đã nhớ muốn quên rất khó, tập thì mau từ bỏ phải lâu. Rừng già cây cối lợp đầu, chỉ trong một bữa dễ đâu phá rồi. Những kẻ đã trao dồi đạo đức, thản như chưa sáng được cõi lòng, nghĩ rằng còn thiếu đức công ráng bồi cho đến huệ thông mới vừa. Hết sớm lại cái trưa rồi tôi, ngày giờ luôn thúc hối quần linh. Mau toan về cõi bất sanh, kẻo thần chết đến bên mình hết trong. Tiếc thì giờ đến không muốn ngủ, mê tu hành đến bữa quên ăn. Chỉ trong một xác làm tăng đủ siêu tam giới được thắng liên đài. Nếu có kẻ nhanh tay hơn nữa, trong nhất thời bụi rửa sạch không, tức là sen được trổ bông tên đầy rõ rệt Phật đồng ngợi khen. Chung cõi hạ như đèn tim lùng, tu như vậy sẽ đúng cách hơn. Cần nên nhẹ bước nhanh chân, mới mong kịp chuyến đò cơn cuối cùng. Lần này nếu người không hành đạo, muôn kiếp sao khổ não vô cùng. Sanh vào trong cõi mông lung ngu mê, như thu ở rừng hoang vu. Không gặp Phật không nghe được Pháp, đạo không thông việc phước càng mê. Nạn tai hứng chịu trăm bề, biết ngày nào được giữa kề lạc ban. Nay sanh chúng tuy mang thống khổ, được nghe lời giải dỗ kể kinh. Khác nào bình gặp thuốc linh, trong tay quả có phước lành ẩn nương. Không nhận đó là đường tồn tại, thì Phật đây còn phải nói sao? Con nên khuyên chúng tu mau, đừng chờ nổi cuộc ba đào mới lo. Muôn qua sông gặp đò đến rước, chờ chớ chân chờ hãy bước xuống đi. Xưa kia đã lắm duyên trì, mới trôi lần đến thời kỳ này đây. Từng chịu cuộc tà tay khảo thi, bận lắm trò quê mỹ mê hồn. Hả không lấy đó làm khôn, muốn cho giải thoát hãy nôn tu hành. Chốn già đại hồn linh tông tổ, trong cháu con lớn nhỏ làm hiền. Hầu lấy hưởng chút phước duyên, khỏi vòng lao ly thoát miền trầm luân. Hơn nữa cũng sắp gần long hồi, các Phật tiên khắp
cõi lập thành. Ban ơn cho kẻ hiện lành, muốn mình cũng được nêu danh trong hàng. Phận con cháu nên toan cho vẹn, ráng đổ mình đổ đến tổ tâm. Tu cho đất quả thành công, để làm tông tổ nơi lòng được vui. Này con khi thức dậy rồi, nhớ đem lời ấy khuyên người đừng quên. Người đã biết ơn đền nghĩa tra, làm việc nào lại há không nên. Nuôi trong lòng một chữ bền, mỗi điều chi cũng làm nên như thường. Việc chi nếu nửa đường lại bỏ, dù là điều rất nhỏ cũng hư. Tu hành cũng giống thế ư, không đi đến cuối thì người ra mang. Lỗi tại người há là tại đạo, đừng trách than chớ nhạo không linh. Linh không thì cũng tại mình, gương lao sạch bụi tức hình soi ra. Biển cứ động thì là nước đục, tâm không bình huệ tức không sanh. Đường bên tay phải Phật hành, ngõ ngõ nằm phía trái chúng sanh đi hoài. Đi đến chết mấy thấy cũng vậy, không bao giờ được thấy Phật đâu. Hiện lành Phật giải từ câu, chúng sanh không chịu lo âu nửa lời. Khác tư tưởng khác nơi hành động, người niết bàn kẻ mong thế gian. Càng đau đớn khúc đoạn càng, biết chừng nào được hiệp đàn với nhau. Đoạn này khiến ta nhào ra khóc, cảm Phật ân rồi trách người đời. Cứ sai đắm việc ăn chơi, không lòng tin tưởng theo lời từ bi. Bị tất cả lưới nghi ám ảnh, làm tinh thần đạo hạnh nhược suy. Chẳng gìn ngủ giới tam quy, càng thường luân lý bỏ đi không cần. Chôn thiện tánh trong rừng mê mùi, lấp đạo căn dưới bụi trần ai. Riêng thân đã bị đọa đày, còn làm Đức Phật nhiều ngày thương lo. Nghiệp mê chúng đã to như núi, đức huệ con kém cõi ít ỏi. E khuyên họ chẳng nghe lời, nhờ ơn Phật lực khiến đời phát tâm. Phật chẳng lời liền ngâm bài kệ, nước thấm qua các vật trời soi khắp vạn loài. Giống gặp mưa liền phát, đời loạn đạo nên khai. Định châu trong được nước, sức gió thổi tan mây. Sắc cứng không đương lừa, thu khiếp sư tử quay. Thuyền không đi trên lầu, nên gạo chịu người say. Thuốc dùng cho kẻ bình, đuốc không rọi ban ngày. Chớ e trời không mọc, trong hộp có lá cây. Oh.
Nghe kể qua lòng này hớn hở, như kẻ mù được mở mắt ra. Thế là trong Phật có ta, trong ta có Phật, thế mà không hay. Nghĩ rồi ta chấp tay lại Phật, lòng vô cùng cảm đức của Ngài. Nguyện đem cái xác mòn này gánh đau sầu cứu mê sai cho đời. Đến khi nào hết người khổ não, ta mới vui lòng đau Tây Phương. Ngày nào còn kẻ khốn nạn, ta còn ở thế mở đường từ bi. Lời nguyện này bỏ đi muôn xác, cũng không quên xin Phật chứng minh. Hay thay con khéo phát nguyện, con cùng sanh chúng lành duyên tử này. Họ nhờ con dứt dây oan nghiệt, con do người công đức rộng sâu. Nhiều người khao khát từ lâu, con đem nước tịnh trong bầu này đây. Mau cho họ kéo dày công đời, sớm chừng nào ít lợi chừng ni. Cơ duyên nay đã đến kỳ, càng không nên để duyên trì phúc nào. Huống gặp khắp trần lao hiện tại, thứ thọ gọi tên là nỗi ngã man. Khắp trong thế giới ta bà, nơi nào nó cũng cửa nhà dựng lên. Nó rất thích sống trên người thế, chỉ biết mình không kể đến ai. Nó hay bắt vật các loài, dù thân thích cũng không hay ân cần. Tự tạo lấy cho thân riêng hưởng, không biết màn tư tưởng lợi tha. Nó dùng đủ phép yêu ma, xây thành đắp lũy gần xa khắp cùng. Nó ham muôn dũng không bờ bên, nghĩ cho thân nghĩ đến vợ con. Nó không giờ phút ngừng chân, bào háo lo liệu tạo tầng ngày đêm. Nó thường muốn sống êm trên gấm, dùng đủ phương xâm chiếm của người. Kẻ đau khóc nó vui cười, ăn xương uống máu của người rất ưa. Nó yêu mến không chừa một việc, thường mưu mô cướp giết loại người. Chúng sanh thế kỷ 20 cũng vì tại nó chịu đời đắng cay. Quả đủ hạn gái trai già trẻ, giả vua quan giả kẻ thường nhân. Nhà giàu nó cũng ẩn thân, kẻ nghèo nó cũng đến gần không chê. Thấy của cải nó mê nó đâm, mưu lấy đi cho đặng mới thôi. Ma nào có chút vị ngôi, lòng tham ác lại gấp mười thường mang. Người bị nó trầy da phòng trang, nó khiến sai mất hạng người nào. Một khi bị nó nhập vào điều chỉ, nó bảo cũng nhào ra đi.
nó muốn được kẻ quỳ người bái, thường bài mưu tạo lấy quay danh. Nó ưa thích việc sát sanh, thường đi chiếm lụy phá thành đối phương. Nó muốn ai cũng nhường nhịn nó, hay thét gầm như hổ rừng hoang. Nó khi được sự giàu sang, bắt người nghèo khó làm hàng tớ tôi. Kẻ trên nó xoay nó bôi, hạng dưới tay đánh chửi lung lăng. Nhỏ nhoi hơn lũ rùi lằn, món chi nó cũng uống ăn không chừa. Thấy ai tạm muối dưa nó nhào, bảo rằng không có đạo Phật tiên. Dạy gì lại phải làm hiền, bị người hiếp đáp quỷ quyền không ngơ. Nó khuyên hãy theo phò bên nó, chẳng những là giàu có cao sang, nào là nhiều bát nhiều vàng, còn thêm nhiều thiếp nhiều nàng giúp vui. Có ca nhạc làm nguôi cơn thàm, sẵn rượu ngon rửa đắng lòng sầu. Hơi nào mong việc đâu đâu, nên lo ngay cuộc sang giàu là hơn. Lũ nó cứ khuyên lên như thế, còn bày ra đủ cái gạt người. Nó làm cho khắp cõi đời không còn ai biết tu thời mới ưng. Nó có tánh chê thần ghét Phật, nó thường hay phá phách tăng đồ. Giả làm trai đẹp gái tơ, khiến cho tăng chúng ni cô mê hồn. Khi đã bị thần hôn quỷ ám, bỗng trở nên trí loạn tâm mê. Từ bi lộn ngõ quên về, nghiêng đàn tục lụy theo bề trần gian. Tự rút nhịp cầu sang tịnh độ, dòng ruồi theo ác lộ tinh ma. Đạo màu càng lúc càng xa hết, mong cứu vớt như là trứng ung. Hạng tăng đồ còn không tranh nổi, người thường nhân chống chọi sao ra. Dễ làm con cháu quỷ ma, càng suy nghĩ tới thì là càng thương. Kẻ quan quyền lạc đường chung nó, sẽ gây nên tai khổ muôn dân. Người thường bị nó dấn chân, tự làm con vật thiếu thân của mình. Nó vốn là không hình không bóng, lấy xác thân người sống làm thân. Nếu không dùng chú hội thần, thì là không thể biệt phân được nào. Xác người bị nó vào làm chủ, sẽ trở nên làm đủ tội mê. Hết còn biết sự khen chê, cứ làm sao được ngoả nguê ý mình. Không còn biết đến tình bác ai, chẳng cần nghe đạo nghĩa ai phân. Tội nào cũng buộc vào thân, càng làm càng bất tinh thần say xưa. Ráng ngừa nó như ngừa kẻ địch, ngày những đêm thường xét trong tâm.
Nếu như thấy bóng sai lầm mau ngăn lại chứ cho xâm nhập vào. Lòng tin tấn dồi trao đạo hành, cách ở ăn đúng đắn luật nghi. Việc làm nào cũng nghĩ suy, tranh cho khỏi phạm những gì xấu xa. Trong tâm niệm Di Đà không dứt, miệng nói lời đạo đức thẳng ngay. Thuyết tà không để vào tay, sự mê dù nhỏ cũng hay ngăn trừ. Tập lòng biết thương người hơn của, lo ích chung vui bỏ lời riêng. Dùng tiền không bị mê tiền, cảnh giàu sang chẳng làm điên tâm hồn. Hữu tình chẳng bị chôn trong sách, có danh không tự đắc lấy danh. Áo đời tạm mặc vào mình, để làm lợi ích nhân sanh xa gần. Xác phàm tục tinh thần Bồ Tát, đò luôn đưa bến giác không ngưng. Xong cho khắp cả chúng dân, mỗi điều là mỗi vị nhân mà làm. Tham nhưng chẳng giống tham thường tục, dục mà không phải dục phạm tình. Tham nhiều của giúp nhân sanh, tham cho ai cũng ấm lành áo cơm. Tham đến đổi điều nhân dù nhỏ, cũng vui làm không bỏ trôi qua. Dục sao cho cõi ta bà trở nên cực lạc, nhà nhà an cư. Dục cho mọi người trừ nghiệp dữ, lấp xong đường sanh tử luân hồi. Chừng nào việc ấy thành rồi, thì tham dục mới chịu thôi trong lòng. Được ý niệm sạch trong như thế, không bao giờ lầm kế quỷ ma. Con dùng đạo huệ cao xa độ, cho chúng trở nên nhà thiện lương. Kẻ hiểu đạo soi gương tiếng đạo, người còn mê được thao lưới mê. Mùi thiền thơm nực giường quê, trên vui tánh Phật dưới xuê lòng người. Yêu quay hết dễ người khuây rối, tình tinh tà không cơ hội phá phanh. Chỉ đem công đức hiện lành đủ, làm tà phép tan tành liền khi. Tà không thể hại gì được chánh, như nước càng đập mạnh càng văng. Khi người hữu đức hữu căn, luôn luôn có ánh hào quang khắp mình, làm cho mắt tà tinh bị choa, không thể gì xông phá lại gần. Lúc nào cũng bảo vẹn thân được an, thể xác tinh thần cũng an. Ngược lại kẻ lòng gian tanh sâu, dễ làm nơi cơ cấu cho ma. Khác nào trộm muốn vào nhà được, người mở cửa tức là vào ngay. Lộ không kẻ vãng lai dòm ngó, tất nhiên là cây cỏ mọc lên. Trong lòng cứ mãi bỏ quên, các điều ác dục nó liền sanh ra. Rễ chưa mọc diệt
đà dễ diệt. Châm gốc rồi muốn tiệt khó khăn, làm sao dựng đứng để ăn năn, khỏi đường sanh tử sanh bằng thần tiên. Người thường hãy lãng quên ý thức, lầm lỗi rồi mới sực nhớ ra. Chừng như ni đã muộn thay, là chi bằng xét trước rồi mà làm sao. Việc nào phải thì mau bước tới, điều quỷ thì lo thối cho nhanh. Lo cho thân tộc được lành không, cũng không quên giúp dân tình hiền lương. Mở cho mình rộng đường sanh sống, lại cũng lo giúp vốn người nghèo. Gặp ai mắc phải nạn eo ra tay, giúp đỡ tùy theo sức mình. Kẻ lỗi phạm mở tình tha thứ, người dốt thời giải chữ cho thông. Sự phân rất mực bình công, từ ngoài việc chung đến trong nhà mình. Trọng lễ phép biết gìn phong hoa, không chửi thề không cả rầy la. Mỗi lời mỗi tiếng nói ra, vừa là êm dịu vừa là thẳng ngay. Giàu sang cũng chẳng hay nịnh bờ, nghèo hèn không ruồng bỏ khinh khi. Ai khen cũng chẳng vui gì, ai chê cũng chẳng lấy chi làm phiền. Gặp người có đức hiền thì học, thấy ai còn hung ác thì khuyên. Tuy là sông chốn đảo điên, mà lòng vẫn được lặng yên như thường. Chẳng bị kẻ buộc vương tội ác, thường được làm chủ các việc đời. Giàu ra trong chốn ăn chơi, như trăng thú nọ lội bơi trong hồ. Trăng không bị nhiễm ô trong nước, nước chẳng cầm giữ được bóng trăng. Tự do đi lại ngày hằng, không phiền ai đón ai ngăn được mình. Sắc chi cũng không chính được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài. Đẹp không vọng niệm sai mê, xấu không khởi ý chê bai nhóm gồm. Tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lai trong lòng. Mùi chi cũng chẳng lung được mùi, mùi tự do để ngửi các mùi. Thơm không làm nại ý vui, hôi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các gì. Ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cỏ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lãnh nồng. Lãnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trọng nơi tâm. Vật chi cũng không làm đồng ý, ý tự do xử trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến tình chấp nê.
cảnh không thể làm mê tâm ý, ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử vượt tử sanh, tuy mang xác tục mà tình thần tiên, đoạn này rất diệu quyền vô tận. Người hạ quân nếu đặng dịp nghe, sẽ là tình được giấc mê, bỏ điều hung ác theo bề thiện lương. Ta nghĩ thế không lường mừng rỡ, như chim lòng được mở cho ra, tay liền chấp trước Phật Đà, vừa nghiêng mình lại vừa là cảm ơn. Nếu Phật chẳng qua thân dạy dỗ, đời khó mong giác ngộ đạo màu. Cứ vui theo việc đâu đâu, càng đào hố tội lỗi sâu thêm nhiều. Núi dù có bao nhiêu sức nặng, cũng không so kịp đặng Phật ơn. Con nguyện giữ giả kéo sơn, đem lời Phật thuyết tỏ phân cho đời. Bài đạo lý giữa thời hỗn loạn, cố nhiên là nhiều đoạn gai go. Cuối xin Phật trợ giúp cho, khiến an được khách mà đò cũng an. Phật chân lời bảo rằng chớ ngại, Phật ban thêm cho gậy kim cang. Gặp khi yêu quay đoán đàn, hãy mau lấy gậy đánh tan tức thì. Gậy chẳng những trị gì yêu quay, còn ngăn luôn được loại thú rừng, huống là kẻ bảo thường nhân. Gậy này có sức đương ngăn dễ dàng. Vậy trong lúc lên đàn giảng kệ, con nhớ mang chớ để rời ra. Từ gần cho đến chỗ xa, gậy này có thể phi ra như thường, sắt đá chẳng hề đương kịp nó. Nó vào trong lửa đỏ khó như không, đập tan núi quá thành đồng cứng, không chi xanh dẻo dai không chi bằng. Tháng gặp vật trở ngăn nguy biên, dùng gậy này linh hiển phi thường. Yếu tin chẳng những không đương đến, như tà giáo cũng luôn khuất tùng, lúc ngủ thức cũng không rời nó. Quỷ ma không dám mó lại gần, đây là gậy phép hộ thân, con nên gìn lấy cho cần đừng quên. Gậy này chẳng những riêng con hưởng, khi phổ thông tư tưởng Phật Đà, tháng như gặp kẻ mũ lòa, gậy này con khá đem ra dắt người. Kẻ già yêu đứng ngồi khó mỏi, dùng gậy này chống chọi đỡ nâng. Hoặc là gặp kẻ què chân, con mau dùng lấy gậy thần dẫn đi. Lúc ăn uống hay khi tiêu tiền, hữu sự là dùng đến tự nhiên. Nơi nào cũng khỏi cử kiên, như là nước lửa không phiền sạch dơ. Nhà đạo sĩ không nhờ có gậy, chẳng bao giờ được tà tử tại được đâu.
Vậy con chớ già lo âu, luôn luôn có gậy theo hầu bên con. Nhận lấy gậy lầm son hớn hở, hơn người nghèo được số bạc to. Thế là ta bớt nỗi lo, sớm hôm được có gậy phò bên ta. Giữa cõi thế nhiều ma với quỷ, có gậy này ắt trị được ngay. Ta liền cúi lại Phật ngài, ơn này muôn kiếp không phai được nào. Từ mặt Phật có hào quang sáng chiếu vào ta, rồi phán lợi rằng trong đời có lâm ác tăng, thấy con có gậy lòng hằng sanh ghen. Đợi gặp lúc tối đèn tắt lửa, hoặc trong khi hở cửa trống chân, nó vào trộm mất không chừng, con nên cẩn thận chứ đừng lãng lơ. Kẻ ác tăng đáng cơ hưng thành, mượn cửa thiền làm cảnh giàu sang. Tục lòng chẳng kém thế gian, cũng ưa rượu thịt cung đàn bướm ong. Mượn chuỗi hộp lè trong ba tanh, đắp cả xa kheo mánh thập phương. Tùng phe tụ phai lắm đường, chúng làm ngược cả kỷ cương nhà thiền. Tội của chúng ghi đen cả sách, ngày rốt đời đủ cách phạt răng. Chuỗi kia quá lại xích thằng, ngày đêm không ngớt trói trắng nơi mình. Cá sa nọ đổi thành áo sắc, giờ phút nào cũng mắc vào thân. Thịt xương đau nhức không ngần chịu, cho đến lúc tiêu lần đi thôi. Mang lớp Phật nói lời tà ác, miệng trở nên lửa khạc phun ra. Mắt thì đỏ tợ quyết, và hình hài xấu xí hơn là quỷ yêu. Thông khổ biết bao nhiêu mà kể, thêm uống ăn nhơ uế tanh hôi. Thấp hèn hơn loại răng lằn ruồi, ai trong cũng bắt trệ môi gốm nhòm. Kẻ dối tu cứ ôm lòng ác, con khuyên cho họ giác điều này. Xin đừng mượn tiếng phương Tây, gạt lừa thiên hạ để xây mộng đời. Hãy ăn ở đúng lời Phật dạy, cần trong tôn luật giới nhà thiền. Xét chưa dứt đặng trần duyên, nên ra ngoài thế chớ nên ở chùa. Điều này khiến ta ngờ liền hỏi, vì có người đã lỗi ăn năn, sẽ còn được phép làm tăng hay là dân loại khỏi hàng thiền gia. Phật rằng nếu ai mà phạm tội, nếu thật lòng cái hối bỏ đi, thì là tối nó còn chi. Vì như gió lặng tức thì sống yên, từ trong tâm khởi lên hung dữ, cũng do tâm sanh sự hiền lành. Bổn tâm vốn thật không hình, bởi duyên theo cảnh sanh tình nọ kia. Duyên theo ác chịu bề lao khổ, duyên theo lành được có phước ân. Giữ lành nếu chẳng biết
phân khác nào cây cỏ thức thần đều không. Vậy còn nhớ khuyên trong sanh chúng lỡ phạm rồi thì cũng ăn năn, làm cho bên thiện càng tăng, còn bên hung ác ngày càng giảm đi. Phật ngóng đợi ai quy cửa đầu để ghi tên nơi bảo liên trì, để ngày long hội mở thi sẽ cùng các Phật đồng quy một đường. Dùng phép nhiệm âm dương biên hóa, quyết làm sao cho quả địa cầu trở nên một cõi bao châu, không người lao khổ thảm sầu mới ân. Ai cũng được hiền nhân đạo đức, không có loài quái vật độc trùng. Hán người tội a lỗi ác hung, cho sanh vào cõi bần cùng khác xa. Con nhớ gọi trẻ già khắp chỗ, nếu muốn không bị khổ dài lâu thì là hãy ráng tu ngay, chứ đừng lần lửa nay mai không rồi. Bốn đạn vẫn chưa thôi chế tàu, dân sanh còn điên đảo hết đâu. Do nhân duyên tạo địa cầu, cũng nhân duyên khiến đài lầu tan hoang. Thế giới đã muôn ngàn lần biên, nào phải đâu là chuyến đầu tiên. Cứ xem cồn vực hiểu liền, nổi lên chìm xuống có yên bao giờ. Còn vực nhỏ mau cơ biến đổi, qua đất to lâu mới thay hình. Xét ra chẳng vực mình đang ngồi trên đám lục bình giữa sông. Người sao chẳng để lòng suy nghiệm, tìm hiểu cho được điểm thanh cao. Biết bao nhiêu cõi hiền lành, lâu bền hơn cõi nhân sanh hiện giờ. Không đau khổ chẳng cơ giặc già, sống lâu dài không kẻ nghèo hèn. Nhân lành nhờ đã tạo nên, cho nên mới được sanh lên cõi này. Người cũng khá sang ngay bên đó, được an nhàn và có phước dư. Cõi trần ai cũng sầu tư, giàu nghèo chẳng có mấy người không lo. Đời sắp rốt tu cho gấp gấp, kể thời kỳ khó lập công phu. Một giờ đêm đổi muôn thu hả, không chịu khó lo tu cho thành. Nghe lời này động tình rơi lệ, Phật thương đời như thể là cùng. Thật là hữu thủy hữu chung, xưa sau nay vậy không lòng đổi thay. Cứ thương mãi dù ai có ghét, vẫn nhớ hoài cũng mắc người quên. Nghĩ rồi ta lại khóc lên, ơn này biết thuở nào đền cho xong.
Phật liền mới ôn tồn khuyên bảo, con chớ nên ao não trong lòng. Con luôn ăn ở sạch trong ấy là con đã đáp xong ân tình. Phật dùng lành đem lành đáp lại, tất nhiên là đạo nghĩa tròn vuông. Khó chi mà phải ưu buồn hãy nên hoan hỷ lo xuống phận mình. Con ráng tập được tình như Phật, lòng biết thương vạn vật sanh linh. Dù ai cay đắng mặt tình, cứ lo khuyên vô lời lành cho nghe. Khuyên được kẻ không khoe rằng giỏi, người không nghe chẳng khởi lòng hờn. Không chờ ai đáp đến ơn, cứ đem lòng thì không cần phải thâu. Dạy đến hiểu mau lâu không nề, miễn người tu không kể lao thân. Dù người gạn hỏi bao lần, cũng vui đáp lại không hờn điều chi. Cứ biện giải đến khi rõ lý, nghe cũng vui khinh bỉ không buồn. Kể màu như suối cứ tuôn, chẳng buồn rêu cạn không buồn cỏ ngăn. Lòng thương chung không ngần bờ mẹ, thương người như lòng mẹ thương con. Cứ lo phận sự cho tròn, khổ lao chẳng nể mất còn không nao. Giữ sự lành hơn giàu giữ của, cứ xăm xoay không bữa não rời. Lo tu hơn kẻ lo đời, ngày đêm chẳng ngất dung bồi phước duyên. Đời lo được nhiều tiền nhiều của, đạo mong sao nên quả nên công. Phật không ngất niệm trong lòng, phước không quên tạo khắp trong xóm làng. Khổ thay đời không than không trách, vui trên đường đạo đức sớm khuya. Xác thân có thể vui lìa, nhân lành lòng quyết không hề rời ra. Thà bỏ mạng không xa chánh đạo, trừ tà tâm hơn tạo trừ thù. Lòng tham của đổi tham tu được, như vậy chẳng bao lâu tất thành. Không thành tại chẳng hành chánh đạo, đâu phải do Phật giáo không linh. Nghề chuyên học tất nghề tinh, tâm chuyên niệm Phật tâm linh không lầm. Cậu dạng sự do tâm rất đúng, khéo do tâm dụng cũng do tâm. Thành cù sâu phải chịu nằm, muốn xoay trắng huệ sống tâm phải bình. Cứ như thế mà hành chinh chăng, dù quả chi cũng đặng chứng thành. Cho nên khuyên nhủ nhân sanh, nếu người nhận phải thì hành mau đi. Chờ gặp cuộc biến di thương hại, e cho người hối cải muộn màng. Ráng lo làm phước làm gian, để mà giữ được hỏi hàng Phật tiên.
có vị từ hoa sen hiện tới, có vị từ trong khối mây ra. Trên hư không bỗng có nhà, rồi từ trong ấy đi ra nhiều ngày, có vị từ trong cây mà xuất, có vị từ dưới đất chung lên, nuôi non lại quá lầu đền, nơi lửa lung chấp bỗng biến nên thị thành. Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luôn ca nhạc thần tiên. Mưa hoa rơi xuống khắp miền, cúng dường các bậc thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu các đường các nẻo, có mây lành phụ khéo khắp nơi. Phật tiên lộ vẻ vui cười, dung nhan đẹp đẽ gấp mười bông hoa, do công đức hiện ra nhiều phép. Sức biến thâu quỷ khiếp thần kinh, linh ngoài sức tưởng tượng, linh hoài không ai dám địch kình nổi quay. Núi vàng quá phương Tây hực hờ, lầu ngọc bài chói rỡ hướng đông. Lâm người đắc phép lục thông, nhiều bà về Phật lắm ông quy thần. Cõi sen hiện chính từng chính cấp, do công tu có cấp có thấp có cao. Có hào quang đủ các màu, người già quá trẻ cùng nhau tươi cười. Các Phật thuyết nhiều lời bi thầm, khiến nhiều người nghe đặng khai thông. Lấy làm hoan hỷ nơi lòng, nào lời tán thán nào bóng cúng dường. Đâu đâu cũng mùi hương thơm ngát, cảm lấy duyên chim hót thanh thao. Đông Tây bất luận chỗ nào, các hoa đều trổ để chào Phật tiên. Ngày trời kế đêm liền trăng mọc, bốn mùa không lạnh nực tiết thời. Nhà nhà đều được thanh thơi, không ai đuối điếc chẳng người què câm. Đường không bụi đâu nằm cũng được, cây không gai cỏ mướt lại êm. Ngại hẳn chi những về đêm, luôn luôn có gió thổi lên nhẹ nhàng. Nhiều người biết phi đằng rất chóng, thường ngao du khắp bốn phương trời. Cảnh này đang cảnh vui chơi, thiệt tận thế giới thiệt người thượng quân. Ai muốn được để chân đến đó, phải lương hiền đừng có hung hăng. Quan dân cứ xử công bằng, việc nhà việc nước ở ăn dung hoàng. Kẻ nhận lỗi thứ tha khoản đài, người đói nghèo cơm giải cấp ban. Giúp người bệnh những thuốc than, lòng nhân bủa khắp xóm làng gần xa. Được thế sẽ trung qua cõi trượt,
cẩn thận tiên sẽ được sống qua. Lời này của Phật nói ra, con đem truyền lại trẻ già được hay. Ta liền chấp hai tay kinh bay, xin dâng lời truyền lại nhân gian. Trên đường phổ biến đảo tràng, mong ơn Phật độ cho đàn được xuôi. Đức đã kém lại hồi điên bay, như thuyền con đem lai biển to. Nếu không nhờ Phật giúp cho, việc ngừng trước cảnh gai go không chừng. Phật rằng việc dù ngừng đi nữa, cũng nhất thời rồi sửa lại xuống. Khuyên con chớ khởi lòng buồn lớp, không gai cân thì tuồn chẳng hay. Con chớ ngại đức tài non kém, mà độ một người hướng thiện quay đầu. Đức kia lân sánh địa cầu, giá cao hơn gia bảo châu ngàn lần. Vậy con hãy tinh thần cứng mạnh, xong thuyền ra trước cảnh phong ba. Cứu người khỏi đâm mấy hà, đã trên đầu luôn có Phật đà chiếu soi. Ta vừa được nghe lời Phật thuyết, mừng hơn tù được dịp tha ra. Nguyện tự gần đến chỗ xa, nơi nào cũng đến để mà giáo dân. Nghe cũng tốt, không nghe cũng mặc. Dân thương yêu lo nhắc nhở thường, tiện thì nói trước công đường, không thì mượn mực tỏ tường gần xa. Từ đáy lòng phát ra lời nguyện, xin Phật ngài chứng kiến cho đây. Phật rằng duyên ấy lành thay, con mau tinh tấn hành ngay ý mình. Trời còn rọi đau lành còn tỏ, nay nhằm thời tính độ trùng hưng. Tự nhiên khắp cả chúng dân biết câu lục tự, không cần dạy cho họ biết chớ không lo trì niệm. Vậy con nên khuyến khéo khuyến cho người đứng đi, hoặc lúc nằm ngồi Di Đà sáu chữ đừng rời trong tâm. Thành lòng niệm khỏi lâm tai hòa, cũng năng trừ được cả yêu tinh. Đừng ngờ niệm Phật không linh, niệm cho đến niệm chỉ thành thử coi. Sẽ được gió thì ngồi mới lộ, trừ được mê tất ngộ đạo màu. Tu hành đừng nể mau lâu, trước sau cũng đắc có đâu sai lầm. Kế đó Phật liền ngâm bài kệ, từ thạch năng hút sắc, ngoại vật khó giao bôi. Phật cùng tâm vốn một, giọng niệm cắt làm đôi. Khi trừ xong ngại vật, từ thạch liền hút sắc, giọng niệm dứt đi rồi. Phật cùng tâm thông nhất, lời Phật kể tai nghe vừa dứt,
bỗng nhiên lòng sáng rực thêm ra. Thế là giữa Phật cùng ta cách nhau vì giọng gần là vì chân. Giọng mây tức là trần tâm dòng, chân kia là tức bổn lai chân. Thế thì trong xác tạm trần há không di ân Phật thân chẳng là. Liền cúi mặt thưa qua cùng Phật, thế theo lời kệ mật vừa qua, chúng sanh trong cõi ta bà trí ngu gì có thể là Phật ư? Phật rằng vẫn đúng như thế ấy, khắp ba ngàn thế giới chúng sanh, dòng tâm khi được tịnh thanh trí ngu đều có thể thành Phật ngay, những tâm vọng ít ai dứt được. Bởi từ lâu nhiễm cuộc hồng trần quen theo mọi vật quanh thân, nên khi dứt bỏ trăm phần khó khăn. Ví như kẻ nhiều năm nghiền nhừa, trễ một ngày phát mửa phát đau. Biết rằng tại hút mà lao, có người muốn bỏ không sao bỏ rồi. Tập thì dễ bỏ thôi rất khó, tục thường phân nào có sai đâu. Tuy là khó bỏ mặc dầu, nếu lòng nhất quyết bỏ sao không rồi. Hễ tập được bỏ thời cũng được, nhẹ thì mau nặng tất hơi lâu. Miễn người được có một câu, việc nào hễ muốn thì âu thực hành. Được như thế tất thành diệu hòa, trong nhất thời đảo cả ách nên. Chớ đừng trước thời sao quên, nói vậy làm khác vạn niên không rồi. Việc đạo lý nói chơi sao được, đừng dễ người trời Phật không nên. Một khi người đã phát nguyện, dù sanh dù tử cũng chuyên một lòng. Con ha chẳng hiểu trong dương thế, khi có người lập thể tu hiền, thì trong tất cả Phật tiên đều mừng hơn kẻ được tiền bỏ rơi. Trái lại cũng vô hồi đau xót, khi có người phai lật đảo màu. Lòng này sanh chúng biết đâu, khi vui nguyện lấy lúc sầu lại buông. Nghe lời này bắt tuôn nước mắt, ta liền quỳ tay chấp thưa qua. Lòng từ bi rất sâu xa, chúng tu chúng hưởng cũng là mừng cho. Chúng phụ vẫn thương lo không dần. Đáng kinh thay các đấng từ bi, gương này muôn kiếp soi ghi, cuối xin Đức Phật chứng tri cho lòng. Phật rằng lượng khoan hồng nếu có, thì tự nhiên tâm nọ được an. Mối thù oán chẳng buộc ràng, giết hờn ghét cũng không mang nơi lòng. Các Phật lượng khoan hồng thường chưa,
cứu độ tha, không mửa ghét thương. Nếu con lấy đó làm gương, tất là đáng được nói đường Phật gia. Đôi cảnh trần cứ tha không buộc, thì nghiệp quan giải được liền. Khi mắt tha mắt huệ tức, thì tai tha tai tỏ lời gì cũng thông. Thân y cũng tha không hề buộc, thân nhẹ nhàng ý được tình minh. Thứ tha được quá rất lành, cho nên khuyên thế mở tình biết tha. Riêng phần con khi ra dắt chung, đối mọi điều thường dũng lòng tha. Tức là sự chẳng sanh ra đi, không ai cản về mà ai ngăn. Trong lúc phải lóc lăng đây đó, gặp đủ người dễ khó tánh tình. Lòng tha thứ lại cần gìn qua cơn dân nạn nhạo khinh của người. Đạo ô đạo trong đời đang thành, không thứ tha khó tránh đôi co. Vậy con khá liệu xong lo, đừng sai lời Phật dặn dò thiệt hơn. Ta cúi đầu xin dâng lời giao, miễn sao cho Phật đạo chấn hưng. Dù đời thử thách bao lần, không làm cho khối tinh thần nung nao. Khi ngược gió cấm sào đậu lại, lúc thuận bươm thuyền chạy đi ngay. Thân này xin hiến Phật ngài, nắng mưa chẳng quản đắng cay đâu sợ. Phật liền bảo sau cơn đã thức, lời con nguyện với Phật khá ghi. Cũng như Phật bảo những gì ôm lòng chớ để quên đi lời nào. Đời đang lúc mưa rào sóng dồ, bát nhã thuyền khá đổ mau ra. Miễn là cứu được người ta, hiểm nguy dẫu mấy cũng là kiên gan. Khi nghe tiếng rên than của chúng, động lòng thương họ cũng như mình. Điều chi cũng vẫn hy sinh, giúp người lâm nạn thỏa tình nước mong. Chúng sanh hiện sống trong nhà lửa, cảnh hải hùng càng bữa càng tăng. Nhưng vì tử phước thế thằng vẫn còn sai đâm bảo rằng chưa sao. Muốn cứu họ phải vào gan mật, quyết xông vào kéo dắt họ ra. Cho hay rằng có ngôi nhà đã xây cất sẵn thật là tốt tươi. Cố khuyên họ nên rời nhà lửa, ngôi nhà kia về ở tự do. Ngại hằng công việc toan lo, muốn chỉ có nay ấm no đời đời. Nhược bằng chẳng chịu rời cho chông, xác hồn kia qua đống tro tàn. Riêng thân chẳng được cứu an, còn lôi con vợ chung đàn lửa thiêu. Một người mê khiến nhiều kẻ dốt, tội càng lấy không ngất lúc nào. Gương lành muốn được nêu cao, con nên nỗ lực
kêu gào ba gia. Hãy tỉnh giấc Nam Kha cho chông, cải thiện ngay kiếp sống bất bình. Làm theo lời lẽ trong kinh, lúc nào cũng nhớ xét mình không quên. Nếu tư tưởng khởi lên việc quay, muốn lường ai hoặc lấy của ai, tức thì định ý trừ ngay, chứ không để lộ ra ngoài hành vi. Lời nào hãy trước khi muốn nói, nếu xét rằng vô lỗi bất công, cũng là ngăn lại cho xong, không chờ đã lỡ mới hồng ăn năn. Còn đôi với việc làm cũng vậy, trước khi làm phải quay xét rành, sau rồi mới khởi thi hành, ngõ hầu tránh việc bất lành xảy ra. Tưởng nói làm cả ba phần việc, giờ phút nào cũng xét đến luôn. Tưởng thanh nói chánh làm nhân, tuy mang phạm sát nhưng thần thánh tâm. Phật lúc nào cũng thầm mong ước, cả chúng sanh ở được như vậy, thì là Nam Bắc Đông Tây hết còn lo ngại ai gây oán thù. Dù kẻ chẳng biết tu theo Phật, cũng khá gìn nhân cách loại người, giữ cho nề nếp tốt tươi, không nên bả nói bả cười vô duyên, nên giữ đạo thánh hiền đã dài. Đối xử nhau cho phải nghĩa nhân, làm cho phải biết hiếu thân, hoặc nồng đắp lạnh đền ân sanh thành. Không trộm cướp chẳng tình gian lần, thà sạch trong chịu phận nghèo nàn. Không lòng phụ khó tham sang ở, cho phải đảo tàu kháng chi tình. Lúc nào cũng biết gìn chữ tín, lời hứa rồi nhất định không sai. Mỗi khi chịu nghĩa của ai, quyết làm sao đáp được dài mới ưng. Thi ân chẳng trong ân đáp lại, thọ nghĩa thì nghĩa phải lo đền, làm dân nợ nước đừng quên, gặp cơn nguy biến ra đền đáp ngay. Nhớ đừng cậy lấy oai thế mạnh, hiếp đồng bào trong cảnh lầm than. Cũng đừng bán chức mua quan, xoay hang mạch nước mưu toan bất lành. Việc mãi quốc cầu vinh phải tranh, cần vinh lòng trung tinh quốc gia, trong khi cầm can nước nhà, hai điều liêm chánh phải là nhớ luôn. Nên tìm cách giải buồn dân chúng, chẳng bần cho kẻ túng cơm tiền. Lấy nhân trị loạn cho yên, chủ hòa để có kết liên khắp cùng. Phải tri thức quá trong dân chúng, mở nhiều trường thông dụng ngữ ngôn, nên làm cho chúng dân khôn, đừng làm cho chúng cả phòng đều ngu. Dân khôn tất biết câu quốc thủy, dân ngu thì lân ly không màng.
dễ nghe theo kẻ phiến loạn nổi lên phá cuộc trị an nước nhà. Chừng ấy mới tính ra sao kịp, chi bằng lo trước dịp là hơn. Còn như bổn phận nữ nhân, chữ trinh là bảo của thân khá gìn, bên trong của gia đình khéo sự. Phải rảnh bề kim chỉ nấu nêm, dung nghi cần được đoan nghiêm, nằm ngồi đi đứng càng thêm chỉnh tề. Đừng tập tánh ngồi lê đôi mắt, đem chuyện người dạch kẻ cho ghen. Tập lời dịu ngọt cho quen, những lời mắng chửi rủa nguyền xoài xa. Làm cha mẹ phải là khuôn mẫu, cần tránh xa tật xấu cho con. Việc mình phải giữ cho tròn, tất là sẽ khiến cháu con theo mình. Con lỡ phạm kêu lên dạy dỗ, lẽ nên hư phân tỏ rạch rồi. Chớ lời thô lỗ khó coi, nhất là tránh việc đoạn rối dữ dằn. Ở cho phải công bằng thân thiết, đừng đưa thương đưa ghét bất công. Làm cha mẹ ở hai lòng nguyện, nhân chia rẽ giữa trong gia đình. Chừng khi chết xác mình nằm đó, con cái lo chia của cách rui, sẽ làm miệng thế chê cười rằng là vô phước cho người mẹ cha. Việc nào cũng phải là cẩn thận, chớ vô tình để hận cháu con. Phải làm tên khắc bán son, đừng đem danh thể vùi chôn dưới bùn. Đem hai chữ anh hùng cai thế, hoặc là câu trời bể đức ân, lấy làm tài sản của thân, để cho con cháu hay hơn bạc tiền. Khắp thành thị đến miền thôn già, lớn nhỏ đều dư giả theo đây. Tất là êm ấm trong ngoài, ai tròn phận nấy không ai lỗi nghì. Nhà an được tức thì nước trị, cá nhân hòa tất xã hội minh. Ví như bức lụa đã thành, là do nhiều sợi tơ mành làm nên. Đạo trung hiểu lo đền xong phần, khi mạng chúng cũng đặng hiển thần. Nếu còn sanh tại cõi trần, được con thảo thuận và thân an nhàn. Điều này khá truyền sang khắp chúng, nếu nhận cho rằng đúng đạo nhân. Cũng nên mạnh mẽ tinh thần làm theo, chớ có ngại ngần bỏ qua. Ngày tháng chẳng chờ ta nên nhớ, nay chẳng làm mai sở không trôi. Ngờ là liền khê thủ dân lời, đem điều Phật thuyết lưu dời năm châu. Người thượng căn khuyên câu Phật Pháp, kẻ hạ cơ chỉ nết thánh hiền. Tùy thời tùy cảnh tùy duyên, quyết lòng mở rộng cửa thiền mới ưng. Thể lời Phật đã phân đoạn trước,
đời này không còn được bao lâu sẽ là biển quá còn dâu dân gian khắp chốn thảm sầu như nhau. Nạn nhân tạo bình đau độc chất, nạn yêu tinh bắt vật loại người, nạn nhiều ác thu ra đời, nạn cho thời tiết đổi dời gây nên, nạn dưới nước nạn trên mặt đất, nửa lưng trời cũng rớt nạn tay. Trong nhà cho đến chí ngoài nơi nào cũng có nạn tai chực hờ, để cho kẻ có cơ hội qua. Con xin đem đạo cả nhũ khuyên, mong nhờ Đức Phật giúp duyên khắp trong hạ giới lòng nguyện tu theo. Phật rằng đời khi eo khi ngặt, thì luôn mồm niệm Phật giấy gian. Nạn tai khi được qua rồi, thì mồm niệm Phật giấy trời cũng qua. Câu hết xôi thị lạ rồi, việc nông bắt tay ngủi biết đâu rờ. Thật không sai chạy bao giờ, lòng người thay đổi bất ngờ lắm con. Khi con đến gọi nôn đạo đức, sẽ nhiều người nô nức chạy theo. Vì rằng sợ nạn hùm beo, vì rằng sợ nạn tình yêu bắt hồn, sợ cả việc trời long đất lờ. Sợ lâm vào bom phá chết oan, sợ thân bàn trái vương mang, sợ lâm ói mửa không an xác trần. Sợ bị lửa bão tần thiếu quỷ, sợ lâm cơn hồng thủy nạn đại nàng. Sợ không được gặp hội hàng, sợ không được thấy núi vàng Tây Phương. Sợ chẳng được sống ngày thượng cổ, sợ không còn dịp ngộ thánh dương. Vì rằng lo sợ trăm đường mới, là chịu khó dựa nương cửa thiền. Nếu cuộc thế còn nguyên chưa đổi, nạn nọ kia chưa tới đó đây, đường tu của họ lần phai, lòng hăng hái bỏ trôi dài thời gian. Họ tự tay bứng ngang gốc thiền, xuôi theo lòng loài ông kiến càng lung. Đoàn người hữu thị vô chung, sẽ làm cửa đảo lạnh lùng chẳng không. Trên đường con ruổi vong thuyết pháp, phải bình tâm khi gặp cảnh này. Hán người tính lại rồi sai, chẳng qua đã lọt vào tay quỷ tà. Con niệm chú Ma Ha Bát Nhã, cứu nạn tai cho kẻ thiếu căn. Cứ đem đạo pháp thâm quần, vừa thông nẻo chánh vừa ngăn đường tà. Chớ thấy kẻ lần xa mối đạo, rồi đem lòng áo não ngưng chèo, nên nhìn vào hãng khăn keo, chớ trông đến kẻ để mêu Phật đài. Trong khi lắm kẻ thay đổi chí, có nhiều người đạo ly gắn công. Trước sau ôm chặt một lòng, dù lắm nạn khổ cũng không lỗi nguyện. Hán người này căn duyên sâu thẳm, giống từ bi đã rắm nhiều đời, tên kia gần tánh Phật
trời ráng thêm chút nữa đạt nơi diệu màu. Họ vốn thật lầm cầu đạo pháp, con cần nên giải đáp cho tường. Ngày sau đạo mở rộng đường, sẽ nhờ nơi họ tuyên dương phận nhiều, đời hiểu lý cao siêu Phật Pháp, cũng sẽ do họ lập luận ra, đang tôn đang kính sâu xa đường tiền đáng gọi họ là Phật Nhi. Đạo thường có lúc suy lúc thành, do lòng người khi tỉnh khi mê. Gặp thời chánh đạo bỏ bê, tất nhiên tà giáo nhất tề nổi lên, gây rối loạn từ trên chi dưới, khiến nước nguy vua tối dân nghèo, khắp nơi nghi ngục khi yêu lòng dân, không biết mấy chiều mà đo.